Và xin chào cả nhà mình ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cả nhà mình cái máy hút sữa bằng tay. Thì trên thị trường có rất là nhiều hãng sản xuất, thì có máy Trung Quốc, máy không thương hiệu và những hàng có thương hiệu như Bio thì giá thành sẽ khác nhau. Và bên cạnh đó là máy hút bằng tay và máy hút tự động. Và Sơn có một cái video chia sẻ rồi, nếu mà cả nhà mình quan tâm có thể xem thêm. Thì đây là dòng máy hút bằng tay nha. Nó giống như một cái bình sữa bình thường. Cái này của hãng là giá 299.000 cả nhà ha, là 300.000 đó. Đây mình thử mở máy nha. Cái này hút bằng tay thì sẽ có một cái đế nè. Một cái bình sữa. Mấy cái này nhựa này rất là xịn cả nhà ha. Rất là đẹp. Rồi mình có một cái cần bơm. Bên đây là mấy cái máy tự động. Mình có thể mở nắp ra nè. Đậy nắp lại hoặc là mình thay bằng cái bình bơm ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cần bơm vào cả nhà ha. Mình sẽ để cái gờ này vô nè, đẩy vô đó, nó gài chốt vô rồi ha. Rồi tới bên dưới nè, em thấy bên dưới không, nó cũng có cái chốt, mình để ngay vô, mình đánh xuống. Rồi giờ là xong ha, mình bóp nó sẽ có một cái lực kéo, kéo hút đó. Mình có thể đặt vào ngực mình như thế này ha. Thì mình ví dụ mình đặt vào tay đi, mình vẫn nghe cái áp lực hút. Thì cái máy này dành cho những bà mẹ mà mới có em bé đầu tiên mà chưa quen xài máy đó, hoặc là mình có thể tiết kiệm tiền, mình không có mua máy điện tử mà mình mua cái máy bằng tay. Nhưng mà Sơn nghĩ á, nếu cả nhà mình có điều kiện xíu á, nên mua máy điện tử. Chứ nhiều khi hút cái này á, mỗi ngày mình hút rất là nhiều lần và hút nhiều tháng nè, rất là cực đó. Cả nhà mình thấy nè, khi mình đặt cái bàn tay mình vào ha, mình hút ra mình thấy áp lực nó hút cái bàn tay mình vô, thấy không đó. Thì mình cứ bóp như thế này nè, nó sẽ co bóp và nó sẽ ra sữa và chứa vào cái bình này. Thì tất cả những cái phụ kiện này đều có thay thế cả nhà ha. Và bên trong đây là van một chiều. Nếu mà như cả nhà mình xài một thời gian mà rửa mình lỡ tay mình làm rách, nó không hút sữa được, thì mình vẫn có thể mua nha. Cái này là van một chiều nè, hoặc là khi mình rửa nhớ đừng có làm mất. Đó, gắn nhẹ như thế này. Rồi, cả nhà thấy rất là dễ xài ha. Còn khi tháo ra nè, mình bật ngược trở lên xíu. Đó, rồi mình kéo ngược cái, mình bật lên là nó tắt khỏi cái cần bơm, rồi mình kéo ngược cái dòi ở phía bên trên cái này nè. Các bạn nhìn thấy không? Cái này nó kéo lên kéo xuống nè. Đó. Rồi cái này rất là dễ xài. Rồi khi xài xong, bơm xong thì mình có thể dặn cái bình lại để cho em bé uống nè. Đó. Rồi, nếu mà như cả nhà mình có thể hút nhiều á, thì mình mua cái bình trữ sữa, một cái túi trữ sữa nó tầm khoảng 150.000. Và nó có khoảng 30 túi, tức là mỗi túi mấy ngàn á. Thì mình sẽ giữ trong đông lạnh để mình có thể sử dụng cho bé khi mà bà mẹ ở nhà ha. Rồi còn bên cạnh đó thì có những cái máy sau khi mà mình xài và thấy cái này mỏi tay quá thì mình cũng có thể mua những cái dòng máy bằng điện tử. Nhưng mà Hoàng Sơn khuyên nếu mà cả nhà mình chưa có mua thì nên mua, có thể là mua cái dòng máy hút một bên này nè. Nó tầm khoảng 1 triệu, 990.000. Còn những cái dòng máy như thế này bơm hai bình á, thì nó gần 2 triệu lên, nó từ 1.6 triệu cho đến 1.8 triệu. Thì cái dòng 1 triệu là xài cũng em thấy là cũng tiết kiệm dữ lắm rồi. Nhưng mà nó sẽ hai bình thì nó sẽ hút nhanh hơn, cùng hai bình cùng lúc. Rồi chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Có gì thì cứ liên lạc với Hoàng Sơn để giải đáp thắc mắc theo số điện thoại bên dưới. Rồi tạm biệt.